Tựa game khiến Lockwood phải cảm thấy may mắn vì nó đã chết. Nghe tiêu đề thôi thì các bạn đã đoán được tựa game nào chưa? Nếu chưa thì các bạn hãy kéo xuống bên dưới và ấn cho mình một nút like và một nút subscribe. Và chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu nhé. Ra mắt vào ngày 20 tháng 7 2018 được làm bởi Steve Bob, một nhà phát triển game đầy tài năng và biết nắm bắt thời cơ. Khi ở thời điểm hiện tại có vô vàn tựa game hot khác như Welcome to Blockbuck, Zerg, Mining Simulator, vân vân. Với số lượng người chơi cực khủng, nhưng trong thời điểm đấy người ta thiếu đi một tựa game mang phong cách chiến đấu và đâu đó có chút anime. Nắm lấy thời cơ, ít có game nào đi theo hướng đó. Steve Bob đã nhận ra và bắt tay vào làm game, và như thế một hiện tại về tựa game Wannabe ra đời. Cho bọn nào chưa biết thì tựa game này chỉ làm bởi 5 người, đó là Steve Bob, Ragame ML, G22, Yami, BHDE, VTK Pro 10 và Fivan. Và thêm một điều nữa, đó là tựa game này đã không update gì trong khoảng một năm nay, tức là nó đã chết. Nếu như bạn nhìn kỹ vào con số người chơi tựa game này thì bạn sẽ ngay lập tức nhận ra được tình hình. Trong game chúng ta sẽ có 4 thứ dùng để farm quái hoặc PvP, đó là Fighting Style, Gun, Weapon và Devil Fruit. Fighting Style trong game có hai loại có thể kể đến như Ryu Shoken của Sabo, Blacklight của Sanji. Còn Gun thì có thể kể đến như Flintlock, Refine và Dual Flintlock. Về kiếm chúng ta sẽ có Wooden Sword, đây là cái kiếm gỗ huyền thoại trong game nha các bạn. Katana, Cutlass, Cheater, Nonasamabo, Griffon. Đấy, cái này nói là cây mạnh nhất game cho mà nào chưa biết. Yoru, Pipe, Bisento. Chát quỷ thì chúng ta có rất nhiều chát quỷ khác nhau như More More Fruit, Glee Glee Fruit, Chop Chop Fruit, Pow Pow Fruit, Gum Gum Fruit, Venom Venom Fruit, Barry Barry Fruit, Gravity Gravity Fruit, Obe Obe Fruit, Duck Duck Fruit, Flame Flame Fruit, String String Fruit, Light Light Fruit, Magma Magma Fruit, Bubha Fruit, Smoke Smoke Fruit, Wake Wake Fruit, Lightning Lightning Fruit, Shadow Shadow Fruit, Diamond Diamond Fruit, Gear Gear Fruit, Snow Snow Fruit, Go Go Fruit, Sen Sen Fruit và Phoenix Phoenix Fruit. Chà chà, một đống chế quỷ luôn chứ ít gì so với lớp phố hiện tại. Ngoài ra game này còn có cả Gepo, Haki Vũ Trang, Haki Quân Sát và cả Haki Bá Vương. Như các bạn thấy mình liệt kê ở trên thì đây tuy là một tựa game cũ đi đầu cho những game Wannabe ăn lên sau này, nhưng nó đã sở hữu cho mình một số lượng vật phẩm, vũ khí và đặc biệt là chế quỷ khá đồ sộ. Mọi thứ đều được làm rất tỉ mỉ và công phu đối với tựa game thuộc thời bấy giờ. Có thể thấy tiềm năng của Steel Wannabe là rất lớn và nó có thể là một trong những tựa game đạt kỷ lục người chơi trên Roblox. Hơn nữa, do trên Roblox lúc đấy những tựa game thuộc thể loại như này là rất ít, thậm chí là không có, nên Steel Wannabe như là một ngọn gió mang đến những thứ mới lạ vào danh sách tựa game trên Roblox lúc đấy. Thay vì bạn phải chơi cảnh sát bắt cướp hay trải nghiệm cuộc sống hàng ngày thì bạn đã quá chán rồi, thì Steel Wannabe sẽ cho bạn vào một thế giới có nhiều thứ hay ho, nhiều chiếc quỷ mới với nhiều kỹ năng hay ho. Đúng hay ho thiệt. Vì lý do tại sao nó lại chết thì có rất nhiều lý do. Ta có thể ví Steel Wannabe như là một hạt giống rất có tiềm năng trong thể loại Wannabe trên Roblox. Tuy nhiên, tựa game nào đi đầu cho một thứ nào đó, lúc nào cũng sẽ mắc sai lầm nhiều nhất. Và cái sai lầm đó sẽ được người tiền nhiệm nắm bắt và lưu ý không mắc phải. Steel Wannabe rất hay nhưng nó cũng có rất nhiều cái dở. Đầu tiên là do cơ chế game nó cập nhật một tính năng, đó là trade tiền. Tức là bạn có thể dùng tiền của các bạn để cho người khác. Bạn nào chơi game có trading thì các bạn biết hậu quả của nó như thế nào rồi đấy. Boom và click tràn lan. Giờ đây bạn có thể kiếm hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ Billy chỉ với một lỗi boom đơn giản. Boom và click là thứ mà game nào cũng có, nhưng có fit được hay không mới là chuyện. Anh Min Steve Bob lúc đấy đã không đếm hoài gì tới lỗi boom tiền này và cứ để mặc nó ở đấy. Hậu quả là những item chết quỷ hiếm đều đã thành rẻ nhất, và phẩm trong game dần dần mất giá trị của nó. Những người chơi lâu rất ức chế khi họ thấy những người khác boom cho nát game. Và một đám thanh niên mới chơi game đâu ra nó đã có cả tá chế quỷ xịn mà không mất công cày. Nó là bạn lúc đấy thì bạn có cày không? Thêm một điều nữa là do tựa game này đã quá không chú tâm đến những người chơi trên điện thoại. Họ chỉ chú tâm update vào những thứ không cần thiết cho game, còn những người chơi trên điện thoại thì họ chẳng quan tâm. Như các bạn có thể biết thì để mua một bộ PC hay rẻ nhất là một cái laptop tầm trung đối với trẻ em là điều rất khó, hay có thể nói là bất khả thi. Đa số các bạn nhỏ đều sẽ chơi trên điện thoại của bố mẹ hay của anh chị em, và game Steel Wannabe họ không hỗ trợ nhiều trên điện thoại. Đến đây thì các bạn có thể tự đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo ở đấy. Họ chỉ cập nhật những thứ không có gì đặc biệt mới lạ vào game và bỏ quên đi những người chơi điện thoại. Điều này khiến cho một số bộ phận người chơi điện thoại cảm thấy mình như đã bị bỏ rơi, mà nếu họ muốn chơi game thì họ lại không đủ kinh phí để mua PC hay laptop để chơi tựa game này mượt mà. Thế là họ bỏ game và qua chơi game khác, những tựa game nào có hỗ trợ điện thoại cho họ chơi. Nói thêm về thời đấy thì các bạn nghĩ là thời 2018 là thời mà các bạn điện thoại nó chưa VIP như bây giờ, tức là mỗi trẻ em đều sẽ không có một cái điện thoại như vậy. Đa số mình nghĩ là một nhà sẽ có một chiếc điện thoại và những bạn nhỏ đấy có thể mượn bố mẹ để chơi. Và bây giờ thì có thể nói là một trẻ em trong nhà thì có tận chí là 1 đến 2 cái điện thoại. Nên là các bạn chơi trải nghiệm Roblox trên điện thoại nó rất là nhiều. Và một con game mà nó không hỗ trợ chơi trên điện thoại
thì các bạn biết sao rồi đấy. Vậy thì chúng ta chơi làm sao? Mình nghĩ là họ đã bỏ đi chơi từ game khác là điều rất hợp lý. Và nếu lúc đấy bạn có thắc mắc là game lúc đấy có hỗ trợ chơi điện thoại mà chơi làm gì nữa, ôi các bạn sai rồi. Bản mobile của Steel Wimpy phải nói là rất tệ, khi bạn sẽ trải nghiệm được một tựa game cực lắc và có nút di chuyển nhanh hay là nút rescue, nó giống như là để cho có. Nói chung là bản mobile của tựa game này là cực kỳ tệ, nó không thể nói là có thể chơi được chứ chưa nói đến làm hài lòng những người chơi mobile. Có thể nói Steel Wimpy là một tựa game rất hay, và có một sự thật rằng nếu như Steel Wimpy còn sống và update cho đến tận bây giờ thì nó có thể bằng hoặc hơn cả Lovewood. Nhưng rất đáng tiếc là điều đó đã không thành hiện thực. Cái chết của tựa game này là kinh nghiệm cho những tựa game mang theo khác. Nhờ có những sai lầm của Steel Wimpy mà mới có những tựa game thuộc thể loại Wimpy hay như ngày nay, trong đó có thể kể đến như Lovewood, King Legacy, Rainbee, vân vân. Hiện tại thì mình thấy admin Steel Box đã có làm một tựa game mang tên Steel Wimpy 2 nhưng đã cách đây 2 năm và nó chỉ là bản test, và lâu lâu mình còn thấy admin còn vào Roller Studio để làm thứ gì đó nhưng mình không biết là làm gì. Rất có thể là admin đang chuẩn bị cho việc hoàn thành hoặc tung ra bom tấn Steel Wimpy 2 chăng. Điều này thì chúng ta không thể biết được, nhưng mong một ngày nào đó Steel Wimpy sẽ trở lại và mang nhiều thứ mới lạ cho game thuộc thể loại Wimpy hiện nay trên Roblox, và cũng mong rằng khi game trở lại sẽ mang lại những ký ức khó quên trong lòng những bạn đã trải nghiệm game ở thời gian đầu.